quý vị khán giả. Mời quý vị theo dõi những tin tức nổi bật trong nước mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, vaccine Nanocovax của Việt Nam sản xuất an toàn và có khả năng sinh miễn dịch khá tốt. Đây là khẳng định của các chuyên gia tại buổi họp nghiệm thu báo cáo đánh giá giai đoạn 1 và thông qua báo cáo dự kỳ giai đoạn 2, cũng là báo cáo quan trọng nhất trong giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng. Hội đồng Đạo đức Quốc gia và các chuyên gia trong lĩnh vực vaccine đã tham dự buổi họp và quyết định tiếp tục cho phép triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 cho vaccine này liều 25 microgram. Đại diện Học viện Quân y, đơn vị triển khai thử nghiệm lâm sàng cả 3 giai đoạn, đã báo cáo kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 sau khi có thêm kết quả xét nghiệm tại phòng thí nghiệm độc lập tại nước ngoài. Kết quả thử nghiệm trên gần 14.000 tình nguyện viên cho thấy vaccine Nanocovax an toàn, tính sinh miễn dịch và có hiệu quả bảo vệ đối với người tiêm. Đặc biệt, sau 42 ngày tiêm, hiệu quả bảo vệ đạt trên 85%. Theo đó, hội đồng kết luận thông qua báo cáo kết thúc giai đoạn 1, đồng ý với báo cáo kết quả giữa kỳ giai đoạn 2 của nhóm nghiên cứu. Hội đồng cũng nhấn mạnh, khả năng sinh miễn dịch này không phải là tính bảo vệ, hiệu lực bảo vệ của vaccine. Bộ Y tế nhấn mạnh chủ trương hết sức ủng hộ và mong mỏi sớm có vaccine sản xuất trong nước đạt hiệu quả, an toàn để Việt Nam có thể tự chủ vaccine. Tuy nhiên, việc rút gọn các thủ tục hành chính để nhanh nhất, sớm nhất, thông qua đề cương nhưng phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, chặt chẽ vì sức khỏe của người dân lên trên hết. Bộ Công Thương vừa gửi tới Bộ Y tế và các bên liên quan văn bản tổng hợp ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, đề xuất giải pháp hỗ trợ duy trì hoạt động sản xuất trong điều kiện có dịch. Trong đó, đề xuất cho phép tiêm chủng có thu phí dưới sự giám sát của chuyên môn các cơ quan y tế, có thể bố trí tổ chức tiêm tại chỗ đối với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có đủ điều kiện về y tế nhằm giảm tải cho các cơ sở y tế và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tổ chức tiêm phòng cho cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp. Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị và khảo sát thực tế, thành phố Đà Nẵng chính thức áp dụng thí điểm phương án cách ly F1 tại nhà. Trong đợt này, Đà Nẵng áp dụng thí điểm cách ly F1 tại nhà trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Hòa Vang. Đối với trường hợp đang cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm real-time PCR 3 lần âm tính. Đồng thời, những F1 này phải đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, có cam kết thực hiện của bản thân người ở cùng nhà, tuân thủ tuyệt đối biện pháp 5K trong suốt quá trình cách ly tại nhà. Tất cả F1 thực hiện cách ly tại nhà, ngành y tế cũng ứng dụng công nghệ để theo dõi sức khỏe thông qua vòng đeo tay được kết nối với phần mềm. So với hướng dẫn của Bộ Y tế, Đà Nẵng chọn thí điểm đối với F1 đã được cách ly tập trung 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần âm tính để tăng độ an toàn khi về cách ly tại nhà, cũng như giảm áp lực lớn cho các đơn vị địa phương và lực lượng trực tiếp tham gia. Dự kiến sang tuần sau, chợ đầu mối phía Nam sẽ mở cửa trở lại, còn chợ đầu mối Minh Khai đang được phun khử khuẩn để nhanh chóng hoạt động. Chợ đầu mối phía Nam lưu lượng hàng hóa qua chợ khoảng gần 300 tấn hàng một ngày, lượng rau củ quả chiếm 1/3, trái cây 2/3 và chủ yếu từ các tỉnh phía Nam ra. Như vậy, lượng rau củ quả không lớn lắm nên chưa ảnh hưởng nhiều đến tình hình cung ứng của Hà Nội. Còn đối với chợ đầu mối Minh Khai, hầu hết tiêu thụ cho người dân tại các huyện của Hà Nội và một số tỉnh như Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam. Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với các huyện tập trung hàng hóa lại, giao cho hệ thống phân phối của các siêu thị thu mua, nên giảm ở chợ đầu mối thì tăng ở các siêu thị, vẫn đảm bảo cung ứng hàng hóa trên địa bàn một cách bình thường. Thông tin thời tiết. Thưa quý vị, các tỉnh miền Bắc, miền Trung đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt hiếm thấy vào tháng 8. Nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt độ kỷ lục. Tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Bắc Mê, Hà Giang, Bảo Lạc, Cao Bằng đã ghi nhận 39,5 độ, Đà Nẵng 40 độ, Tam Kỳ, Quảng Nam 40,7 độ, Quảng Ngãi 40,1 độ, Bình Định, Phú Yên 40 độ, Cam Ranh, Khánh Hòa 39,7 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đây là đợt thiên tai nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, có quy mô rộng lớn, cường độ mạnh và thời gian kéo dài nhiều ngày. Trên ảnh mây vệ tinh quan sát có thể thấy, không một gợn mây kéo dài từ suốt Bắc Bộ xuống tận tỉnh Bình Thuận. Nguyên nhân là hoạt động của bão số 4 đã tạo ra trường gió phân kỳ. Trường gió phân kỳ kết hợp với hiệu ứng phơn Tây Nam và điều kiện địa hình nên khiến các tỉnh miền Bắc, miền Trung trời ít mây, nắng mạnh từ sớm, nền nhiệt ngày tăng cao. Trên đây, quý vị khán giả vừa đến với bản tin cập nhật 14 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.